Thưa quý vị, là hành vi phá hoại sản xuất nông nghiệp là câu chuyện không mới, nhưng mà mỗi lần xảy ra thì đều để lại rất nhiều bức xúc trong nhân dân. Mới đây, hộ gia đình ông Lê Văn Huynh, trú tại thôn Lý Bắc, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa, đã bị kẻ gian đổ thuốc trừ sâu xuống ao, khiến cho cá chết hàng loạt. Gia đình ông vô cùng bức xúc và đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sự việc được phát hiện vào chiều ngày 24 tháng 7 năm 2023. Khi ra thăm ao cá, ông Lê Văn Huynh vô cùng bất ngờ và bức xúc khi thấy cá chấm, cá chép của gia đình ông thả nuôi từ năm ngoái bỗng dưng chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt nước. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tạ cá. Kiểm tra xung quanh ao, ông Huynh phát hiện 5 lọ thuốc trừ sâu đã bị kẻ gian đổ xuống. Gia đình ông đã mang số tang vật này đến công an xã Thăng Bình để trình báo sự việc và đề nghị chính quyền địa phương xác minh theo quy định. Tối hôm kia, ao cá của gia đình tôi bị cái gian hãm hại, mua thuốc, cá chết. Vậy tôi đề nghị các ban ngành các cấp vào cuộc điều tra để cho chúng tôi yên tâm mà làm ăn đầu tư. Chứ gì chúng tôi mà chờ cứ làm 2 năm như ao cá tôi nuôi 2 năm. Đó, đến năm nay cuối năm thu hoạch thì bị thuốc sâu, bị thuốc chết. Thì chúng tôi làm răng mà để kiếm ăn được. Thì những cái cố nữa ngày xưa, đốn củi 3 năm vác 1 giờ. Cho nên chúng tôi không thể mà đang mà chịu nổi được. Gia đình ông Huynh quanh năm chỉ trông vào vài sào lúa. Năm ngoái, ông đấu thầu 5 sào ao để nuôi cá. Hy vọng cuối năm nay sẽ được thu hoạch, trang trải kinh tế của gia đình. Nhưng nay, cá chấm, cá chép nặng từ 8 lạng đến 1,5 kg đều chết hàng loạt, khiến gia đình ông vô cùng bức xúc. Những vụ việc phá hoại nông sản như thế này không mới, nhưng luôn nóng và được người dân quan tâm. Bởi hầu hết các vụ phá hoại nông sản không tìm ra thủ phạm và gây ra hệ lụy là bất ổn an ninh ở làng quê.